Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRobot uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái thông tin mới về cái dự án Pagadi, về cái thông tin là nâng cấp hệ thống của dự án. Thông tin thứ hai thì mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất từ cái dự án Aave khai thác cái đồng token VV. Và cụ thể là sẽ là về cái chia sẻ cho các bạn một cái thông tin là min cái NFT profile, tức là cái này thì chúng ta sẽ cần phải min để chúng ta nhận được các cái đặc quyền đặc biệt từ dự án, ví dụ như là chúng ta sẽ được là KYC sớm. Đó, thì cái này rất là quan trọng, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể cách để chúng ta min các bạn nhé. Ở đầu video thì mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái thông báo mới nhất của dự án Pagari, đó là về cái việc mà từ 22 giờ ở ngày hôm qua, tức là 22 giờ ngày 30 cho đến 9 giờ ở ngày 31 tháng 8 năm 2023 thì app Pagari thì các bạn sẽ không thể truy cập được, bởi vì là nó báo một cái lỗi hệ thống đó, cho nên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin cụ thể để cho các bạn yên tâm. Trên trang Twitter chính thức của dự án Pagari thì đã có một cái thông báo mới nhất cách đây 9 giờ. Đó là cái thông báo cụ thể như sau. Stablecoin PUSD sẽ sớm được ra mắt để tối đa hóa lợi ích cho tất cả người dùng nhằm phát triển nền tảng ổn định và lâu dài. Công ty sẽ duy trì và cập nhật hệ thống từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 3 giờ ngày 1 tháng 9 theo giờ UTC, tức là từ 22 giờ ngày 30 tháng 8 đến 3 giờ là 3 giờ thì là theo giờ Việt Nam thì là 9 giờ sáng nhé, ngày mùng 1 tháng 9 theo giờ UTC, và sẽ ra mắt phiên bản ổn định tiền tệ PUSD và có giá trị được gắn với đồng đô la Mỹ. Tức là dự án thì sẽ là nâng cấp và sẽ ra mắt cái đồng PUSD mà cái giá trị là tỷ lệ 1:1 với cái đồng USDT cũng như là đô la các bạn nhé. Và có giá trị được gắn với đồng đô la Mỹ nhé. Và tương đương với USD, tức là một đồng PUSD sẽ bằng 1 đô các bạn nhé, và được niêm yết ở trên sàn giao dịch và sẽ mang lại nhiều cơ chế thưởng hơn cho tất cả người dùng trong tương lai, và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi cập nhật hoàn tất. Cảm ơn và đội chính thức của Pagadi ngày 30 tháng 8 năm 2023. Và như vậy thì cái thông báo về cái việc mà tạm dừng hoạt động của app, cái này là tạm dừng các bạn nhé, thông báo tạm dừng của web và app để mà nâng cấp cái hệ thống của họ lên và ra mắt cái đồng PUSD. Và cái đồng PUSD này thì sẽ được niêm yết ở trên sàn PancakeSwap, mạng là BSC, vào khoảng 1 giờ 03 phút. Xin lỗi các bạn nhé, một ngày là 02 giờ và 23 phút 54 giây nữa thì sẽ là niêm yết, tức là sẽ là và niêm yết vào ngày mai các bạn nhé. Đó, và một cái đồng PUSD này sẽ tương đương với lại 1 đô la, một USDT các bạn nhé, tỷ lệ 1:1, và hiện tại thì đang ở cái trạng thái là chờ và chuẩn bị niêm yết. Và theo thông tin của dự án thì trong cái khoảng thời gian mà nâng cấp hệ thống thì tất cả các cái phần thưởng của các bạn trả theo hàng ngày thì vẫn được duy trì và số dư của bạn sẽ không bị thay đổi. Và cái thông tin này thì các bạn có thể là tìm hiểu ở trên cái nhóm Telegram, và các bạn có thể là tìm hiểu cái thông tin chính xác hơn ở trên cái nhóm Telegram của dự án Pagadi các bạn nhé. Thì cái thông tin về cái dự án Pagadi thì như vậy thôi, còn khi nào mà dự án quay trở lại và hoạt động thì mình sẽ là tiếp tục chia sẻ và cập nhật cho các bạn ở cái video ở sau. Quay trở lại với cái dự án Aave thì đang có một cái thông báo mới nhất quan trọng, và cái thông báo này thì sẽ rất là quan trọng vì các bạn cần phải nắm được về cái thông tin này, đó là về cái việc mà khuyến khích chúng ta là min cái NFT profile để chúng ta được hưởng các cái đặc quyền đặc biệt từ cái dự án, ví dụ như là chúng ta sẽ được KYC sớm và sẽ được mua cái mã thông báo sớm. Thì ở đây thì các bạn là mình dịch sang cái phần tiếng Việt thông báo mới nhất từ trên trang Twitter chính thức của Aave Watch. Là hãy xem video để biết thêm và có thể tạo ra danh tính của mình một cách dễ dàng như thế nào. Và bạn muốn trở thành chủ sở hữu của Aave GNSNT, bạn muốn tiến một bước gần hơn với KIC và ngày 31 tháng 8 UTC 13 giờ. 13 giờ UTC tức là khoảng tầm 20 giờ Việt Nam các bạn nhé, khoảng tầm 20 giờ
Việt Nam ngày 31 tháng 8, tức là ngày hôm nay. Đó, và đây là cái hướng dẫn để cho các bạn cách để chúng ta min con NFT, vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể bằng cái máy của mình để cho các bạn dễ hình dung. Nó ở thông báo đây. Chỉ còn 20 đầy 24 giờ nữa là sự kiện đúc tiền miễn phí Aviva Profile sẽ bắt đầu, và bạn sẽ sẵn sàng nắm bắt cơ hội tuyệt vời này chưa? Và hãy sẵn sàng đúc hồ sơ Aviva của bạn vào ngày mai, ngày 31 tháng 8 UTC, tức là 20 giờ Việt Nam. Chuỗi đúc tiền chạy trên cái mạng là Arbitrum One, giá min miễn phí đó. Min còn Profile Watt này là miễn phí, gọi ghi là miễn phí, nhưng mà chúng ta vẫn phải mất một chút nhỏ cái khoản phí gas các bạn nhé. Tất cả các cái giao dịch ở trên mạng chạy trên ví thì chúng ta đều phải mất phí gas, mất một khoản phí gas nho nhỏ thôi. Cái này nó không đáng kể, chứ chưa đến một đầy một đô các bạn nhé. Đó, và đây là cái hướng dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cái cách để mà thêm cái mạng Arbitrum One này vào trong cái ví, và sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái việc là chúng ta sẽ min con NFT này. Đầu tiên thì các bạn cần phải có cái ví MetaMask nhé. Các bạn cần phải có một cái ví MetaMask. Sau đó thì mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả, đó là ARB Scan. Đó, các bạn copy cho mình cái link, thì cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn copy cho mình cái link này, sau đó thì các bạn mở cho mình cái ví MetaMask ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải thêm cái mạng ARB chung này vào trong cái ví MetaMask đối với những bạn mà chưa có ví. Đó, thì ở đây ví dụ như mình đang là cái ví là của mình là mạng Ethereum nhé, thì các bạn copy cái link, sau đó các bạn nhấn vào cái phần trình duyệt ở đây này. Rồi sau đó thì các bạn tạo một cái trình duyệt mới đây này, các bạn bấm vào đây, sau đó các bạn nhấn vào dấu cộng này, rồi các bạn dán cho mình cái link ARB scan, các bạn nhấn truy cập cho mình. Các bạn truy cập thì các bạn kéo lên cho mình nhé, các bạn kéo lên, các bạn kéo phần cuối cùng cho mình. Bước này là dành cho những bạn là chưa thêm cái mạng ARB chung vào trong cái ví MetaMask, thì các bạn sẽ thấy có cái chữ MetaMask ARB chung One Network, các bạn kích vào đây. Bước này nó sẽ tự động nó áp cho mình cái mạng ARB chung vào trong cái ví MetaMask của chúng ta không cần phải thêm bằng cái cách thủ công. Các bạn nhấn chuyển mạng cho mình và nó sẽ tự động nó áp, và nó sẽ tự động nó chuyển mạng chúng ta từ cái mạng Ethereum sang cái mạng ARB chung đó. Bước này thì các bạn sẽ copy cái link, các bạn có thể lên trên cái Aviva app Twitter, các bạn copy cái link cũng được, hoặc là mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả, cái link để min cái con min Aviva Profile đó, thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả. Các bạn copy link, sau đó các bạn lại quay trở lại cái phần trình duyệt của ví, từ cái phần ARB Chum Scan này các bạn xóa nó đi, các bạn dán cho mình cái link mà các bạn đã copy vào, các bạn dán vào đây, bạn truy cập nhé. Đó, đến cái bước này thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần đăng nhập. Các bạn đăng nhập bằng chính cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký đào cái đồng VV token ở trên Aviva. Các bạn nhớ nhé, phải là cái tài khoản trùng khớp với cái tài khoản mà chúng ta đã đăng ký ở trên app Aviva. Thì các bạn nhập vào đây cho mình. Sau khi nhập xong, các bạn nhấn vào nút send OTP, nó sẽ gửi cho chúng ta vào mail một cái mã code. Các bạn vào mail, các bạn copy, các bạn dán vào đây. Đó, đây cái mã code nhé. Các bạn copy cho mình cái mã code này. Rồi các bạn quay trở lại ví, các bạn dán cho mình cái mã code vào, sau đó các bạn nhấn vào submit. Rồi, đến cái bước này chúng ta phải connect ví. Các bạn nhấn connect wallet. Sau đó các bạn chọn cho mình cái ví MetaMask. Rồi các bạn nhấn vào kết nối. Ok, như vậy là đã kết nối thành công. Và đến cái bước này, cái bước này thì đến chiều nay 12 tiếng nữa, lúc 20 giờ ngày giờ Việt Nam nhé, thì là lúc 20 giờ thì các bạn vào, các bạn nhập cái thông tin của các bạn đây, nickname. Các bạn nhập nickname bằng cái ví dụ như là ví dụ tên kênh của mình là Thế Hùng Crypto, thì các bạn nhập vào ví dụ tên
Tuấn MD chẳng hạn, thì các bạn nhập Tuấn MD viết liền không dấu, sau đó thì các bạn nhấn min, và như vậy thì các bạn đã min thành công cái Avive profile đó. Đấy thì cách min là như vậy nhé các bạn nhé. Đó rồi thì hiện tại thì chúng ta chưa min được, cho nên là mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn cái về cái việc mà chuẩn bị trước cái điều kiện để chúng ta chuẩn bị chúng ta min cái Avive profile đó. Thì đến chiều nay thì có cái thông tin chính thức thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.